còn thơ không ai nuôi
đoàn đại biểu đại diện cho Hoàng Vũ chuẩn bị. Đoàn cúng viếng của con cháu cổ đã xong, xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu của dòng họ Vũ và cúng viếng. Xin giới thiệu, đây là các cụ trong ban đại diện của dòng họ Vũ. Kính thưa hương hồn cụ Vũ Thị Vân, kính thưa ban tăng quyến, kính thưa toàn thể bà con, chúng tôi xin đại diện dòng họ Vũ đáp cầu, xin chân thành chia buồn cùng cụ và tăng quyến. Được tin cụ 250 về chầu với tiên tổ, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Cụ là con gái của họ Vũ, sinh ra được làm dâu của họ Hạ, nhưng cụ đã hết lòng với họ Vũ từ lúc vừa còn ít tuổi đến khi già mà không thể đi lại được. Cụ đã có rất nhiều công để xây dựng dòng họ. Dòng họ đã biết đến cái tinh thần của cụ đối với dòng họ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cụ và cảm ơn dòng họ và chúc cụ yên giấc ngủ ngàn thu. Linh hồn cụ sẽ được yên nghỉ và phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe. Xin chân thành kính viếng cụ. Và có ông Hà Ngọc Anh là đại diện cho họ Hạ Phú Thọ cũng cùng với toàn họ Hạ đất cầu và để cúng viếng cụ hôm nay. Kính thưa hương hồn cụ Vũ Thị Vân, ban đại diện họ Hạ chúng tôi cùng với ban đại diện của họ Hạ Phú Thọ được tin cụ Vũ Thị Vân tuổi cao sức yếu và cụ đã từ trần hưởng thọ 101 tuổi. Trong lúc sinh thời, cụ đã cùng với chồng con có nhiều đóng góp cho nhà thờ họ. Nhà thờ họ đã nhiều lần công nhận. Trong lúc tăng cương này, gia đình dòng họ chúng tôi đến thắp nén hương thơm để kính nghĩa cô và chúc cụ yên nghỉ nơi có cái vĩnh hằng. Trước lúc kính nghĩa cô, cho phép chúng tôi được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin mời các cụ chúng ta đến nhé. Thank you.
trọng giới thiệu hai gia đình tham gia nhà Oanh Vũ. Xin trân trọng giới thiệu gia đình ông bà Hồng tham gia với ông bà Băng Tạm vào cúng viếng. Thưa hương hồ cụ Vũ Thị Vân, anh em chúng tôi ban liên lạc thường trực lớp 10E khóa 79 là bạn học với vợ chồng anh Vũ. Thay đi cụ Vũ Thị Vân do tuổi cao sức bùng lực kiệt, mặc dù đã được thân nhân gia đình, con cháu, các bác sĩ tận tâm chăm sóc, xong không qua được mệnh trời, cụ đã quy về với tiên tổ hưởng thọ 101 tuổi. Chúng tôi xin được bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến và cá nhân anh Vũ, và xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Con thứ hai của cụ họp cùng với anh em trong lớp 10E Tân Ninh, trường Hàn Nguyên khóa 79, trong giờ phút đau thương này, sự hiện diện của các bạn, các em với gia đình chúng tôi là sự chia sẻ rất lớn và sự động viên cổ vũ để chúng tôi và gia đình chúng tôi vượt qua đau thương này. Một lần nữa xin thay mặt gia đình cảm ơn các bạn, các anh, các chị đã đến cúng viếng và chia buồn cùng với gia đình chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Đề nghị các bạn vào cúng viếng là khi đó thank you.
chức lễ tang. Ban tang lễ xin trân trọng kính mời các bạn lớp 6A trường Ngân hàng, bạn của anh Vũ vào cúng viếng. Trọng giới thiệu gia đình các con ông Tư ở Lạng Sơn.
Ban tang lễ xin trân trọng kính mời đội Du Giờ Lô Liên Xô vào phúng viếng. Tang lễ xin trân trọng kính mời công ty hóa chất Trường Phát cháu phụ Vân. Ban tổ chức tang lễ xin kính mời ông Nguyễn Văn Thắng, ủy viên ban chỉ huy ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy Điện Biên gửi vòng hoa kính viếng. Thank you.
ông hai nhà nghề Banh Pa 1 và Banh Pa 2 cho truyền thống truyền nữ Việt Tim Banh vào kính viếng. Chi điều cụ Vũ Thị Vân bắt đầu. Kính thưa vong linh cụ Vũ Thị Vân, kính thưa các vị lãnh đại biểu đại diện cho cơ quan ban ngành đoàn thể, hội người cao tuổi, tổ dân phố, họ mạc thân quyến, bà con quê hương Đắk Cầu và toàn thể gia đình thân quyến. Cụ Vũ Thị Vân có hơn 80 năm là dâu con của họ Hạ tộc Đắk Cầu, nguyên là cán bộ tuy thủy lợi Hà Bắc, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, người đồng hương đồng nghiệp thân thương của chúng ta đã vĩnh biệt ra đi. Đây là một tổn thất không gì bù đắp được đối với tất cả chúng ta và gia quyến của cụ Vũ Thị Vân. Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, đại diện cho cơ quan ban ngành cùng đồng bọn, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, đồng hương, họ mạc, nội ngoại, bà con quê quán, gia tộc, họ hạ và gia đình, tổ chức trọng lễ tri điệu và tiễn đưa cụ Vũ Thị Vân về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cùng tăng quyến, sau một thời gian lâm bệnh, cụ Vũ Thị Vân đã được gia đình, người thân, các con, cháu tận tình chăm sóc. Các y bác sĩ thăm khám, thuốc thang, ban ngành đoàn thể bà con họ mạc, quê hương thăm hỏi động viên. Song do tuổi cao lại lâm bệnh nặng, nên cụ đã không qua khỏi và đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 2 giờ 50 phút ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 25 tháng 11 Tân Sửu, hưởng thọ 101 tuổi. Cụ Vũ Thị Vân sinh ngày 22 tháng 2 năm 1921 tại phường Đắk Cầu, thành phố Bắc Ninh, một miền quê giàu truyền thống cách mạng, trong một gia đình tiểu thương nghèo, đông anh em, sớm giác ngộ tiếp bước truyền thống của các bậc cha chú. Từ tháng Giêng năm 1947, cụ đã đưa con cái cùng gia đình chạy tản cư theo kháng chiến ra vùng tự do Thái Nguyên. Từ năm 1951, cụ đã tham gia công tác trong ngành ngân hàng Bắc Ninh. Hòa Bình năm 1954, cụ đưa gia đình về thị xã Bắc Ninh, tiếp tục công tác tại cơ sở của ngành quân nhu, nay là công ty Mai Mười. Năm 1959, cụ Vũ Thị Vân chuyển sang công tác trong ngành giáo dục Bắc Ninh. Từ năm 1968, trong thời gian xảy ra chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, cụ chuyển sang công tác tại ty thủy lợi Hà Bắc. Dù chỉ là một cán bộ công nhân viên bình thường, nhưng cụ Vũ Thị Vân là một cán bộ cần mẫn, được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhưng dù bất cứ cương vị công tác nào, cụ vẫn mang hết tâm trí, năng lực, chuyên môn, lòng nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn, được đồng nghiệp quý mến và trở thành đồng nghiệp.
đảng viên ở tuổi 48 để lại nhiều dấu ấn trong các đơn vị công tác mà cụ đã kinh qua. Từ năm 1977, cụ Vũ Thị Vân được nhà nước cho nghỉ hưu. Nhưng những năm còn khỏe, cụ vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động của xã hội và địa phương. Trong hơn 30 năm công tác, cụ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng 2, danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm liền, nhiều huy chương và bằng khen. Các cấp khác, kính thưa các quý vị đại biểu, trong thời gia đình, dòng họ, cụ Vũ Thị Vân là một người con hiếu thảo. Với ông bà, tổ tiên, người chị hết lòng về các em. Cụ là một người bà đáng kính, người mẹ hiền từ, đức độ. Cụ có 4 người con đều đã trưởng thành, hiện đang công tác trong các cơ quan nhà nước, yên bề gia thất. Cụ luôn hết lòng chăm lo gia đình, cưng chiều 4 con, 9 cháu, 9 chất. Cụ luôn coi gia đình là một tổ ấm, luôn hết lòng chăm sóc hy sinh, miếng cơm, manh áo cho chồng, cho các con, các cháu. Đối với quê hương, cụ luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Khi còn khỏe, cụ thường xuyên thăm quê hương, họ mạc, bà con mong mỏi quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no. Kính thưa vong linh của Vũ Thị Vân, kính thưa gia đình tăng chủ, hơn 100 năm cuộc đời của Vũ Thị Vân cũng đã trải qua biết bao buồn vui đau khổ. Bấy nhiêu năm tần tảo chăm lo xây dựng gia đình, nuôi dạy con cháu, hăng hái, nhiệt tâm, mang hết sức mình cống hiến cho quê hương đất nước. Vẫn biết số phận và quy luật của con người thì không ai tránh khỏi kiếp luân hồi, sinh lão bệnh tử. Nhưng cụ Vũ Thị Vân mất đi là chúng ta mất đi một người đáng kính, gia đình mất đi một người thân thương nhất, dòng họ mất đi một thành viên gương mẫu, hàng xóm láng giềng mãi mãi vắng một người hàng xóm thân thương, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động này, xin gửi tới toàn thể gia đình gia quyến cụ Vũ Thị Vân lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Chỉ còn ít phút nữa, chúng ta sẽ vĩnh tiễn biệt cụ Vũ Thị Vân về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu mong cho linh hồn cụ được siêu thoát, xin cụ hãy mang theo niềm tiếc thương vô hạn của chúng tôi về cõi vĩnh hằng. Xin trân trọng đề nghị mọi người đang có mặt tại đây dành một phút mà nghe để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tiễn biệt cụ Vũ Thị Vân ra đi mãi mãi không ngày gặp lại. Phút văn niệm bắt đầu. Rồi cái chương trình truy điệu của cụ thì đã xong. Theo chương trình của gia đình thì đã đến giờ mà
Em cảm ơn bà. Cúng viếng ngày hôm nay và chương trình chia liệu của các cụ là xong. Bây giờ sang phần là làm lễ ấy, thì xin mời thầy. Thank you.
chặt chẽ, hy sinh dấu cho nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ bần hàn, vẫn rạng người vượt đi ra. Mẹ ơi hãy tiếng chứa chan ân tình, trên vai môi, và khi con lớn phút giây lìa xa đời, người ta đau đớn nghẹn ngào, mẹ ơi. Một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con mẹ thức trắng đêm trường, vì nội ngoại mẹ hy sinh tất cả. Mẹ ơi sao mẹ đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Mẹ ơi lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho mẹ những gian lao vất vả. Mẹ ơi sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn bóng mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Riêng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng mẹ. Mẹ ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp mẹ nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ mẹ chỉ khóc thầm lặng lẽ. Mẹ ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ. Khóc mẹ con viết vần thơ máu, bởi cuộc chia ly quá bất ngờ. Nỗi đau còn mãi cùng năm tháng, chút xuống đầu con cháu bơ vơ. Đứng lặng trước mộ mẹ hoa phù, không thể tin rằng đã mãi xa. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi mẹ hoài sao mẹ vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng tinh thần cũng đau lòng. Trước cảnh mẹ tôi lìa dương thế, mây sầu giỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi mẹ ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá mẹ ơi thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Nuốt lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi mẹ ơi.
hạc vân du, thiên thu vĩnh biệt đất trời cách ngăn. Ước mong gặp mẹ một lần đoàn tụ quây quần yêu thương. Hương thơm đặt tại mộ người, nỗi niềm thương nhớ biết thời nào quên. Ân sâu nghĩa nặng báo đền, chúng con mãi mãi sẽ ghi tạc lòng. Mình con với một buổi chiều, hoàng hôn đã nhuộm với nhiều đắng cay. Còn đâu thấy mẹ nơi này, bậc thềm đá lạnh rêu đầy bước chân. Thắp hương gọi mẹ mấy lần, hình như mẹ đến trời vần mây.